Cuộc nhậu không tàn. Kia rồi, thấy mỗi một mái nhà, chắc chắn là nhà của anh ta rồi. Mà sao đất bằng phẳng không ở, lại cứ thích lên núi là sao chứ? Trên đó thì buồn chết. Mùa mưa lũ đến rồi, nhà mình đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cho em. Anh yên tâm, em đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Hai vợ chồng mình sẽ không phải lo lắng gì trong suốt mùa mưa này đâu. Mà vợ chồng mình ăn có hết là bao mà anh cứ phải lo. Ồ, thì thỉnh thoảng anh còn phải nhâm nhi chén rượu chứ. Vui vẻ quá nhỉ, thật là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Trời, rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm. Em ơi, có khách quý này. Trời ơi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Nào, chúc sức khỏe ông, 100% nhé. Chà, rượu ngon quá, mà thức ăn cũng ngon. Ông cứ quá khen. À, mà mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ, theo kinh nghiệm của tôi, lúc này là khoảng 4 giờ. Trời, 4 giờ sáng rồi sao? Mãi nói chuyện, thế mà đã hết cả đêm. Trời ơi, còn có mỗi một miếng thịt nhỏ xíu này với hai quả trứng nữa. Làm thế nào bây giờ? Bây giờ mà xuống núi mua đồ thì cũng phải mất mấy ngày. Mà cái ông kia tưởng đến giờ chốc lát, ai về ở mấy ngày liền mới chết chứ. Không biết đến bao giờ mới về nữa. Mình ơi, xuống đây em nhờ tí. Nhà mình cạn sạch lương thực rồi anh ạ. Anh có cách nào không? Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh ta không về thì anh cũng đâu thể mời anh ta ra khỏi nhà được. Trời thì mưa quá. Bây giờ em xuống núi mua đồ thì cũng mất mấy ngày. Mà tiền cũng chỉ còn chút ít. Thịt, trứng hết sạch. Còn mỗi con gà mái để đẻ, em cũng thịt nó rồi. Thôi được rồi, em cứ xoay sở ngoài vườn lấy một ít rau quả đi nhé. Ở trên này khí hậu thật tuyệt vời. Hèn chi hai người thích sống ở đây, tôi cũng bắt đầu thấy thích rồi đó. Này, ông đang nghĩ gì thế? Sao cứ thần người ra vậy? Ồ không, tôi cứ thấy ngại quá. Ông từ xa đến chơi mấy hôm nay, tôi chẳng chuẩn bị được gì để thết đãi ông. Ông đừng nói thế, tôi thấy mọi việc đều rất tốt. Chẳng những vợ chồng ông khoản đãi chu đáo, lại được ăn ngon. Tôi cảm ơn còn chưa hết nữa là. Tôi thấy ngại quá, ở đây thực phẩm khan hiếm, đi mua thì xa, cũng phải mất mấy ngày. Mà như ông thấy đó, mấy hôm đầu còn thịt cá, hôm nay chỉ còn có rau thôi. Tôi... Không sao, rau tôi cũng cảm thấy ngon. Anh làm sao thì làm, giờ thì nhà chẳng còn gì để ăn nữa đâu. Anh đã nói ý rồi, nhưng anh ta không nghe ra, vẫn cứ hồn nhiên vô tư mới lạ chứ. Em không biết đâu, anh không giải quyết, cả hai chúng ta cùng chết đói vậy. Mưa ở đây cũng có cái gì lạ nhỉ? Mà nước ở đây sao lắm thế? Ồ, ông dậy rồi đó à? Đêm qua ngủ ngon không? Ngủ ngon, tôi đặt lưng xuống cái là ngủ ngay. Làm một mạch đến tận bây giờ. Tôi cứ thấy áy náy mãi, uống rượu với mấy miếng khoai lang khô, sợ ông đói. Ôi dào, quan trọng gì đâu, tôi thấy rất thoải mái mà. Không không, đấy là ông không chê thôi. Này ông có thấy con chim trên cây kia không? Có một con chim đang trú mưa. Thế thì sao? Lát nữa, tôi lấy rìu chặt cây, rồi bắt con chim. Tối nay chúng ta uống rượu, thì mới có mồi chứ. Ông thấy sao? Lúc ông chặt cây, thì con chim đã bay mất rồi. Cái cây đổ xuống, dễ thương nó cứ đậu ở đấy để ông bắt nó chắc. Ông chỉ được cái khéo hài hước. Không đâu, trên đời này còn cả khối những con chim ngu ngốc, không biết nhân tình thế thái. Cây ngã rồi, mà không biết bay đi đấy. Thật sao? Có con chim ngu ngốc thế sao? Vậy nó sẽ làm người ta hao tâm tổn trí lắm đây. Trong cuộc sống, chúng ta thường rơi vào tình thế lúng túng vì không hiểu được cảnh ngộ của người khác, hoặc người khác không hiểu được cảnh ngộ của mình. Nhằm tránh tình huống này, chúng ta phải biết quan sát và lắng nghe.
Bởi lẽ, có hiểu được người khác, bạn mới nhận được sự tôn trọng. Ông Bụt của Tý. Tý, dậy đi con. Sao thế mẹ? Cho con ngủ nữa. Không được, con phải dậy để cho mẹ đi gặt nữa chứ. Lúa ngoài đồng chín hết cả rồi kia kìa. Mẹ đi gặt à? Ừ, mẹ đi gặt. Phải đến trưa mới về được. Tí ở nhà ngoan trong nhà giúp mẹ nhé. Mẹ phần Tí hẳn một củ khoai to để ăn sáng kia kìa con. Không, con không ở nhà một mình đâu. Buồn lắm. Mẹ cho con đi gặt với. Không được, ngoài đồng nắng lắm, ra đó con sẽ bị ốm. Không, đấy. Ốm cũng được, con không thích ở nhà một mình đâu. Không chịu đâu. Tí này, nghe nói ông Bụt rất yêu quý những đứa bé ngoan và thỉnh thoảng đi tới nhà thăm chúng. Nếu nhỡ đâu hôm nay ông Bụt đến nhà mình mà con không có ở nhà thì phải làm sao bây giờ? Ôi, thế thì không được rồi. Con sẽ ở nhà chờ ông Bụt mẹ ạ. À. Đấy, Tí ngoan vậy mới được chứ. Được rồi, dậy ăn sáng đi con. Mẹ ra đồng đi. Vâng ạ. À. Chà, nếu ông Bụt mà đến nhà thì thật là tuyệt. Mẹ kể ông Bụt có bao nhiêu là phép thần thông, lại rất tốt bụng nữa. Nhưng mình phải làm gì để đón ông Bụt đây? À, đúng rồi. Mình phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đã. Tiếp theo phải làm sao? À, nhớ rồi. Mỗi khi có khách đến chơi, mẹ thường mời khách uống nước. Mình sẽ chuẩn bị một chén nước thật mát để mời ông Bụt. Uống chén nước này, chắc ông Bụt sẽ hết khát và mệt cho mà xem. Nhưng nhỏ ông Bụt đi xa, đói bụng thì sao nhỉ? À, phải rồi. Mình sẽ dành củ khoai này để mời ông Bụt ăn cho đỡ đói. À, đúng rồi. Chẳng mấy khi ông Bụt đến chơi, mình sẽ tặng ông Bụt bó hoa này làm kỷ niệm. Xong rồi. Tí có ở nhà không cháu? À, ông Bụt đến rồi. Cháu chào. Chú Bảy hả? Tí đây à? Ở nhà buồn không cháu? Mẹ cháu có nhờ chú thỉnh thoảng ghé qua xem cháu thế nào. Nếu buồn á, qua nhà chú chơi nha. Dạ thôi chú ạ. À, cháu có việc phải ở nhà rồi. Mà sao chú đổ nhiều mồ hôi thế? À, chú đang sửa lại cái chuồng bò nên hơi nóng một chút. Chú Bảy thật vất vả, mồ hôi ra nhiều thế, chắc chú ấy mệt lắm. Chú được uống một cốc nước thì... Nhưng mà thôi. À, chú Bảy, chờ con một chút. Chú uống tạm chén nước này cho đỡ mệt ạ. À. Chú cảm ơn, tí ngoan thật đấy. Chết thật, không biết ông Bụt có trách mình vì cho chú Bảy uống chén nước không nhỉ? Hy vọng là không, bởi vì mình vừa làm được một việc tốt mà. Sao ông Bụt lâu đến thế nhỉ? Mình phải ra cổng xem thế nào. Ôi. Bà ơi, bà làm sao thế ạ? Bà cảm ơn cháu. Chỉ là bà đi bộ từ sáng đến giờ, mệt quá nên hơi chóng mặt chút thôi ạ. Tội nghiệp bà quá. Nếu được ăn gì đó, chắc bà sẽ... Cháu, cháu thật là tốt bụng. Quý quá. Giờ mình chỉ còn mỗi món hoa này tặng ông Bụt thôi. Mà sao ông Bụt lâu đến vậy nhỉ? À, kia là... Chị gì ơi, sao chị lại khóc thế? Em nhìn này, món quà chị mất công theo cả tháng nay để mừng thọ bà nội bị rơi xuống bụng hỏng mất rồi. Bây giờ chị chẳng còn gì mừng thọ cho bà chị nữa. Ôi, tội nghiệp chị thật. Bó hoa này... Chị ơi, chị đừng buồn nữa. Chị hãy lấy bó hoa này để tặng bà đi. Thật
Thật ư? Cảm ơn em nhiều lắm. Hả? Tí, sao con lại ngồi khóc thế? Mẹ ơi, hôm nay con đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chờ ông Bụt đến, nhưng rồi con lại cho người ta hết. Thế nên giờ ông Bụt giận con, ông Bụt không đến nữa rồi. Con chuẩn bị cái gì? Con cho ai? Con cho chú Bảy đang đổ nhiều mồ hôi chén nước, cho một bà lão qua đường bị mệt củ khoai, cho một chị gái bị hỏng món quà mừng thọ bà nội bó hoa con chuẩn bị cho ông Bụt. Vì vậy mà... Ôi, tí ngốc của mẹ. Vậy thì đâu phải là ông Bụt không đến. Ông Bụt đã đến nhà mình những 3 lần rồi đó con. Đâu có. Con vẫn chưa biết ai là ông Bụt sao? Ông Bụt đã đến nhà mình bằng hình hài của những người con đã gặp. Đó chính là chú Bảy nè, là bà lão và cô gái kia. Với cách đó, ông Bụt không những đã nhận được món quà con chuẩn bị, mà còn có thể thấy được tấm lòng nhân hậu, tốt bụng của con hiểu chưa? Thật hả mẹ? Vậy là con được gặp ông Bụt rồi. Con biết ai là ông Bụt rồi. Chuyến tàu thay đổi số phận. Cô là thí sinh tham dự hội thi với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã bất ngờ giành giải nhất. Cô có thể chia sẻ với chúng tôi và khán giả ở đây biết được bí quyết nào khiến cô có được thành công như ngày hôm nay không? Vâng, đó là một câu chuyện dài. Nhưng có lẽ thành công của tôi có được ngày hôm nay đều bắt nguồn từ một câu nói. Câu nói ấy là gì? Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi được không? Đó là một ngày cách đây khoảng 5 năm, thời gian mà tôi đã rất khủng hoảng và mất đi niềm tin vào chính mình. Kìa, chàng lại ra đón cậu kìa. Cậu đúng là cô gái may mắn nhất trên đời đấy Lê ơi. Một sinh viên xuất sắc của nhạc viện. Người yêu thì đẹp trai, tài giỏi, tâm lý. Thật là đáng ghen tị quá. Suốt học bổng đi Anh du học sắp tới, thế nào chẳng rơi vào tay cậu ấy. Ôi, suốt học bổng, 5 năm mới có một lần. Thôi nào các cậu, cứ làm như tớ đã ẵm giải trong tay rồi ấy. Thôi, tớ ra trước nhé, kẻo anh ấy chờ. Anh chờ em lâu chưa? Ừ, anh cũng mới tới thôi. Em đói quá rồi. Hôm nay tụi mình đi ăn gì được nhỉ? Lê nè, có lẽ anh sẽ không đưa em đi ăn được nữa đâu. Anh bận việc gì hả? Không, không phải chỉ hôm nay và mãi về sau nữa. Có lẽ chúng ta nên chia tay thôi em. Anh đang nói đùa em phải không? Em biết là anh luôn nghiêm túc mà. Qua thời gian quen nhau, anh nhận ra người em yêu không phải là anh. Thế thì là ai cơ chứ? Thứ em yêu duy nhất trên đời này chỉ có cây đàn của em thôi. Tất cả thời gian của em dành cho nó, làm gì có chỗ cho anh. Thế nên tốt hơn hết, chúng ta nên chia tay nhau, Lê à. Cô ta sao vậy nhỉ? Chơi đàn hay là gõ bàn phím thế? Đàn cái kiểu gì thế? Biểu diễn gì mà thiếu tôn trọng người nghe vậy? Thôi xuống đi, đừng chơi nữa. Mà những 5 năm mới có một lần. Con đã nỗ lực suốt bao năm qua để chờ đợi nó. Thế mà chờ đợi 5 năm nữa ư? Lúc đó con đâu còn trẻ tuổi để mà tỏa sáng. Con sẽ chỉ là một nghệ sĩ quèn quá tuổi mà thôi. Tất cả đã hết rồi mẹ ơi. Hết rồi. Tại sao trời lại đối xử với con như thế? Trong 2 ngày mất cả tình yêu lẫn sự nghiệp, con chẳng còn gì trong tay cả. Tại sao vậy mẹ? Bình tĩnh lại đi con. Để mẹ đưa cho con cái này. Con cầm lấy đi.
Đây là tấm vé tàu về quê ngoại. Mẹ nghĩ con cần một thời gian để tĩnh tâm trở lại. Trở về miền biển yên bình, con sẽ tìm thấy sự thanh thản. Nhưng con không muốn đi đâu cả. Con chỉ muốn ở nhà thôi. Nghe lời mẹ, chuyến đi sẽ giúp con khuây khỏa và suy nghĩ sáng suốt hơn về những gì đã xảy ra. Cảnh vật đất nước mình, nơi đâu cũng đẹp như tranh ấy, chao nhỉ? Ờ, đẹp à? Ồ, nãy giờ cháu không ngắm cảnh nè. Không bà, cháu chẳng còn tâm trạng để ngắm bất cứ thứ gì nữa. Hành khách chú ý, đoàn tàu đang dần tiến về ga. Quý khách chú ý, chuẩn bị tư trang, hành lý xuống ga khi tàu dừng hẳn. Ồ, sắp tới ga bà phải xuống rồi. Cháu xuống ga nào? Cháu xuống ga cuối cùng bà ạ. Ga cuối à? Không, làm gì có ga nào là ga cuối. Nơi mà cháu gọi là ga cuối ấy lại chính là nơi bắt đầu của một lịch trình mới. Khi mà con tàu quay ngược trở lại, phải không cháu? Dạ đúng rồi. Thôi, bà xuống trước đây cháu nhé. Dạ vâng, cháu chào bà. Ga kết thúc cũng chính là ga bắt đầu của một hành trình mới. Mình hiểu rồi. Cuộc trò chuyện với bà đã giúp tôi bừng tỉnh, nhận ra một điều rất hiển nhiên. Điểm kết thúc cũng chính là điểm bắt đầu cho một hành trình mới. Thất bại của tôi trong cuộc thi piano kết thúc một kỳ vọng, nhưng cũng là sự khởi đầu cho những ước mơ mới. Và tôi nhận ra rằng những thất bại sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. Tất cả đã thôi thúc tôi trở lại tập luyện không ngừng để có được ngày hôm nay. Quả là một câu chuyện rất thú vị. Chúc cô sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên hành trình của mình. Chú vẹt ngốc nghếch. Bay cả ngày mà chẳng tìm được gì để ăn cả. Tớ đói quá. Nếu cứ ở mãi khu rừng này, chúng ta sẽ chết mất thôi. Tớ cũng đói quá. Chắc chúng ta phải bay xa hơn thì mới có thức ăn. Ừ, chắc phải vậy thôi. Chúng ta chịu khó bay thêm một quãng nữa vậy. Ơ, đó có phải là một thành phố không nhỉ? Tớ đã từng nghe nói về một thành phố sầm uất gần bìa rừng. Chắc chắn là thành phố rồi. Không biết ở đó có thức ăn ngon không nhỉ? Chúng ta thử bay đến đó xem, biết đâu ở đó có nhiều thức ăn ngon thì sao? Phải đó, chúng ta đi nhanh thôi. Anh vẹt đuôi dài kia mới tốt số làm sao? Có người dâng thức ăn lên tận miệng, không phải vất vả kiếm sống như chúng ta. Kể ra không phải đi tìm thức ăn cũng thích thật. Nhưng tớ thấy ở trong chiếc lồng chật chội ấy chả có gì hay cả. Có gì không hay chứ? Tớ nghĩ rồi, tớ sẽ ở lại đây, không về rừng nữa đâu. Tớ muốn một cuộc sống mới, thảnh thơi nhàn nhã. Không được đâu vẹt xanh, rừng mới là nhà của chúng ta. Chẳng ở đâu sung sướng bằng ở nhà mình được. Ở nhà thì có mà chết đói à. Nếu cậu không theo tớ thì thôi, cậu về đi. Hãy bắt tôi đi, hãy bắt tôi đi. Ồ, một chú vẹt xanh từ đâu lạc đến đây thế này? Nhìn đó cũng bắt mắt đấy, phải bắt nó lại mới được. Ở đây sướng thật, được ăn no ngủ kỹ, chẳng phải làm gì. Vẹt đuôi dài, từ bây giờ tớ cũng sẽ được ăn sung mặc sướng như cậu. Đúng là ngốc nghếch. Mặc kệ. Ông xem con này được không? Ừ, nhìn cũng đẹp đó. Nhưng có luyện nói tiếng người được hay không thì còn chưa biết.
Nào, nói thử xem. Nói đi. Nó có hót được đâu. Toàn thấy kêu như gà thế này. Ông đừng nóng. Để tôi dạy nó dần dần. Rồi nó không chỉ biết nói tiếng người, mà còn biết làm trò cho ông xem nữa. Nào, nói đi. Nói đi chứ. Này, vẹt xanh, dậy đi. Cậu có sao không? Vẹt đuôi dài ơi, tớ cứ tưởng được ở trong lòng như cậu là sung sướng. Có người dân thức ăn tận miệng, chỉ ung dung nhàn nhã. Ai ngờ đó. Nói về phụ nữ ư? Xin lỗi bà, tôi cho rằng họ luôn yếu đuối và nhu nhược. Cả hai bà vợ cũ của tôi đều như vậy cả. Nhưng tôi không trách họ, bởi vì họ là phụ nữ mà. Có lẽ ông trời sinh ra phụ nữ là phải như vậy. Tôi không cho là vậy. Phụ nữ chúng tôi bây giờ tiến bộ hơn ngày xưa. Họ mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Khi gặp khó khăn, chúng tôi cũng nỗ lực vượt qua, chứ không ngồi nhìn sự việc một cách sợ hãi nữa. Bà nói vậy, nhưng khi gặp phải tình huống nguy hiểm, phản ứng của phụ nữ luôn là kêu khóc, cầu cứu sự giúp đỡ. Tôi lại nghi ngờ điều đó. Chẳng qua ông chưa gặp những trường hợp phụ nữ quả cảm và mạnh mẽ đó thôi. Hy vọng bà nói đúng, thưa quý bà. Không khí bữa tiệc hôm nay thật tuyệt vời, phải không thưa quý bà? Bà Wendy, bà Wendy, bà có nghe tôi nói không? Bà không sao chứ, thưa bà? Xin mời ông hãy tiếp tục thưởng thức bữa tối. Mọi chuyện đều ổn. Anh ta làm gì vậy nhỉ? Lạ thật. Khoan đã, liệu đó có phải là giỏ trứng không nhỉ? Mình nghe nói ở Ấn Độ có nhiều rắn. Khi nào phát hiện có rắn trong nhà, thì chỉ cần đặt một giỏ trứng với quả trứng vỡ trong đó là rắn sẽ đến ăn. Thôi rồi, nhất định trong phòng này có rắn hổ mang. Những chỗ trong phòng đều có thể dễ dàng nhìn thấy, không chỗ nào có rắn cả. Vậy chỉ có gầm bàn này là có khả năng có rắn đang trú ngụ. Trời ơi, làm sao bây giờ? Chỉ cần ai đó khẽ cử động là sẽ bị cắn ngay. À, xin các vị chú ý. Tôi muốn các vị ở đây chơi một trò chơi thử tài kiềm chế của mỗi người. Tôi sẽ đếm đến 300. Trong vòng 5 phút, không ai được động đậy. Ai động đậy sẽ bị phạt 50 ruby. Bắt đầu nhé. Nào, 1, 2, 3. Ngồi bất động sao? Hay đấy. Hai trăm bảy mươi tám. 279. Các vị có thể cử động lại rồi. Đây chỉ là cách tôi nghĩ ra để mọi người ngồi bất động trong lúc tôi tìm cách đuổi con rắn ra khỏi phòng thôi. Ôi, thật thế sao? Hú vía. Ông Dean, ông thật tuyệt vời. Nhờ sự thông minh và bình tĩnh của ông mà chúng ta không ai bị thương. Thật cảm ơn ông. Cũng là nhờ bà đã nhìn thấy con rắn trước đấy chứ. Không, tôi không hề nhìn thấy nó. Không thấy ư? Vậy tại sao bà biết trong phòng có rắn? Vì nó bò qua chân tôi. Lúc đó tôi đã biết đó là một con rắn độc. Gì cơ? Con rắn đã bò qua chân của bà ư? Vậy mà bà vẫn bình tĩnh xử lý như vậy.
Xin bà thứ lỗi cho tôi vì những định kiến của tôi về phụ nữ. Bà đã khai sáng cho tôi rồi. Đúng là phụ nữ bây giờ... Lời xin lỗi được chấp nhận, thưa ông. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.